Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, kêu gọi nhân dân và lãnh đạo địa phương tiếp tục phấn đấu, làm theo lời căn dặn của Bác, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Lượng trái phiếu mua lại tháng 12 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau một năm gồng mình vượt thách thức. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 120.000 lượt khách một ngày từ nay đến hết ngày 2 tháng 1, yêu cầu cần có giải pháp tránh ùn tắc, đảm bảo phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tối ngày 28 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được về thăm vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng thời nhắc lại những đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng, Bác Hồ và các cơ quan đầu não của Trung ương đóng trên địa bàn, để lãnh đạo nhân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Sau khi hòa bình lập lại, về thăm tỉnh vào năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn và mong muốn toàn thể cán bộ và đồng bào tỉnh nhà phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội biểu dương sự nỗ lực và thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong suốt 60 năm qua kể từ khi người về thăm, khẳng định Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực thực hiện mục tiêu hóa, khát vọng phát triển để xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của không chỉ chiến khu xưa mà còn của cả vùng trung du miền núi phía Bắc ngày nay. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lần đầu tiên, Việt Nam chính thức bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, thu về 51,5 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 1.200 tỷ đồng, thông tin từ đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Việc bán tín chỉ carbon rừng này thuộc thỏa thuận thực hiện chi trả giảm phát thải khí nhà kính ký với Ngân hàng Thế giới. Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tiếp nhận số tiền thanh toán đợt 1 từ Ngân hàng Thế giới là 41,2 triệu đô la Mỹ và đã giải ngân toàn bộ để các tỉnh khẩn trương chi trả cho các chủ rừng thuộc 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tham gia thực hiện thỏa thuận này. Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành việc chuyển giao 10,3 triệu tấn CO2 đã ký. Tháng 12, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đón nhận nhiều thông tin tích cực khi lượng trái phiếu mua lại tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 22.100 tỷ đồng. Những số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cũng cho thấy một năm gồng mình vượt thách thức của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới hành lang chính sách được hiện thực hóa và nỗ lực sự chia sẻ từ chính doanh nghiệp và các trái chủ. Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, năm nay, ghi nhận khối lượng phát hành giảm 27% so với năm ngoái, nhưng ngược lại, khối lượng mua lại trái phiếu doanh nghiệp thì lại tăng 5,8%. Mới đây, doanh nghiệp này đã thông báo về kết quả mua lại toàn bộ hai lô trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 800 tỷ đồng, chính thức đưa dư nợ trái phiếu về bằng 0 đồng. Những dự án nào mà có pháp lý tốt, mang lại dòng tiền nhanh thì chúng tôi đẩy thật là nhanh để thu tiền nhanh. Và chúng tôi cơ cấu lại các danh mục tài sản, bơm thêm tài sản vào để làm sao để cho hỗ trợ các dòng tiền để trả trái phiếu. Không chỉ các doanh nghiệp bất động sản, mà năm qua, các ngân hàng cũng đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Mới đây, OCB mua lại 12.400 tỷ đồng, LP Bank mua lại 6.100 tỷ đồng, VIB mua lại 6.000 tỷ đồng, hay Vietcombank mua lại 1.300 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm. Đây là cũng là kết quả của sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu, cũng như là ở thời điểm này lãi suất đang có xu hướng giảm khá là nhanh, thì các doanh nghiệp họ dư địa để mà có thể tái cấu trúc lại các khoản vay, tiếp tục gia hạn hoặc là tiếp tục duy trì để đảm bảo được cái quyền lợi nhà đầu tư và uy tín của doanh nghiệp. Cái việc thứ hai là nếu như nhà đầu tư không đồng ý thì phải có cái nguồn để mà thanh toán. Và cái thứ ba nữa là hiện nay áp lực về dòng tiền để tái phát triển. Chính sách tiền tệ và tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp được duy trì ngay từ đầu năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là động lực để vực dậy thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi đó, những hành vi sai phạm cũng đã được xử lý nghiêm minh, điển hình như các vụ việc Tân Hoàng Minh hay Vạn Thịnh Phát. Doanh nghiệp và các cái trung gian tài chính mà phân phối cái trái phiếu ở trên thị trường ấy thì
sau những cái sai phạm bị xử lý như vừa qua thì họ cũng đã trở nên là tăng cái tính kỷ luật, kỷ cương và tuân thủ quy định của pháp luật hơn. Thị trường nó sẽ phát triển theo cái hướng là minh bạch và hiệu quả hơn. Năm tới, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ lên tới 365.000 tỷ đồng và áp lực chủ yếu vào quý 2. Tuy nhiên, theo các thành viên thị trường, giai đoạn thách thức nhất với thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã qua. Dự báo thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 183% kế hoạch. Cụ thể về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 221 triệu đô la Mỹ, tăng gần 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cấp mới 16 dự án với vốn đầu tư đăng ký hơn 63 triệu đô la Mỹ, 32 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng gần 158 triệu đô la Mỹ. Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 18.510 tỷ đồng, tăng gần 124% so với cùng kỳ năm ngoái, cấp mới 44 dự án và 20 dự án điều chỉnh vốn. Để thu hút vốn đầu tư, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố đã tăng cường tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh cơ chế một cửa tại chỗ. Tính đến tháng 12 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 156 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 14,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Tiếp tục thu hút mạnh các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ cao, sản xuất thông minh, đồng thời tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ là chủ trương chiến lược của tỉnh. Đây cũng là tiền đề để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tạo bước đột phá trong thu hút dòng vốn FDI thời gian tới. Công ty dầu thực vật 100% vốn đầu tư của Singapore này đã vận hành nhà máy sản xuất tại khu kinh tế Nghi Sơn được 5 năm. Đó cũng là quãng thời gian doanh nghiệp cảm nhận rõ hơn về quyết định lựa chọn tỉnh Thanh Hóa là điểm đến đầu tư của tập đoàn. Chúng tôi cũng đi rất là nhiều từ Bắc ra Nam, cũng nhiều cái địa điểm để mà lựa chọn. Nhưng mà nhìn thấy là Thanh Hóa, nói chung khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng, thì là một cái địa điểm gọi là trọng điểm của nhà nước đang kêu gọi đầu tư. Và cái hành chính và cái thủ tục thì rất là ngắn gọn và nó rất là hiệu quả. Thì chúng tôi rất là thích và cơ sở hạ tầng ở đây cũng đầy đủ. Trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu thu hút tổng nguồn vốn FDI và đầu tư trong nước đạt khoảng 30 tỷ đô la. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Thanh Hóa cũng đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã tăng cường về cái ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trên tất cả các thiết bị di động, trong việc quản lý và điều hành để giải quyết cái công việc chuyên môn. Hiện nay thì trung tâm đã tiến hành rà soát, cập nhật lên cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa cũng như đồng bộ lên cổng dịch vụ công quốc gia gần 1.800 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một tuần. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ và nhận kết quả tại trung tâm. Ngoài cơ chế thông thoáng, chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, tỉnh sẽ tập trung nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng hạ tầng giao thông, kết cấu các khu công nghiệp, tạo mặt bằng sạch và xem đây là yếu tố quan trọng để hấp dẫn đối với nguồn vốn FDI. Thanh Hóa đã đi đầu, đi trước là kết nối một số cái đường như xây dựng cái đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi cảng nước sông Nghi Sơn, hơn 4.000 tỷ để đầu tư cái tuyến này để làm sao mà các cái nhà đầu tư về với khu kinh tế Nghi Sơn là nó rất là thuận lợi. Năm 2023 thì chính phủ đã hỗ trợ cho Thanh Hóa là 3.000 tỷ để làm cái nguồn lực vốn mồi để thu hút cho các doanh nghiệp. Thì với cái kinh phí thì chúng tôi tập trung vào mấy cái nội dung, đặc biệt là công tác quy hoạch các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp, và chúng tôi đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, tập trung công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Từ sự bứt phá và nội lực, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sẽ sớm trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, hợp thành tứ giác phát triển ở phía Bắc Tổ quốc.
Với quyết tâm nỗ lực, bằng tầm nhìn chiến lược và nhiều cách làm năng động, sau 20 năm là thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã gặt hái được rất nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, điểm nhấn là tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và có tốc độ tăng trưởng kinh tế gấp 10 lần so với năm 2004. Nếu như năm 2004, kim ngạch xuất khẩu của nhà máy tại đây chỉ đạt khoảng 300.000 đô la Mỹ, thì nay con số này vượt mốc 40 triệu đô la Mỹ. Để có được mức tăng kỷ lục như vậy là nhờ địa phương định hướng, doanh nghiệp quyết tâm đầu tư ứng dụng công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm thơm ngon để xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Lưng cái chất lượng nó lên để mà đảm bảo các tiêu chuẩn để vào các thị trường đó. Đặc biệt là vào thị trường châu Âu, nếu anh có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong gạo là người ta sẽ trả lại. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 7 lần so với năm 2004. Công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng trên 90% tổng giá trị toàn ngành. Với năng lực hiện tại tại cân cảng cái cui có thể đón đến tàu đến 2 vạn tấn và từ đây thì sẽ xuất khẩu trực tiếp từ của cảng cái cui đi quốc tế, sẽ tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhập khẩu khoảng 30% chi phí logistics. So với năm 2004, tổng giá trị sản phẩm của Cần Thơ đã tăng hơn 10 lần và vượt con số 119.000 tỷ đồng. Giảm dần cái tỷ trọng trong nhóm ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm để sang những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, gắn cái cải thiện chất lượng các sản phẩm chủ lực để thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố. Đây cho thấy quyết tâm, nỗ lực và cách làm năng động của đảng bộ, chính quyền, nhân dân cùng các nhà đầu tư, sau 20 năm, Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương. Và sau đây là phần điểm những thông tin đáng chú ý về Việt Nam của các trang báo quốc tế trong 24 giờ qua. Báo Le Courrier du Việt Nam đăng bài bình luận với tiêu đề "Những dấu hiệu thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn". Cụ thể, hãng xếp hạng tài chính Fitch Ratings của Mỹ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong trung hạn sẽ có nhiều dấu hiệu khả quan ở mức khoảng 7%. Việt Nam có chi phí cạnh tranh, lực lượng lao động có tay nghề cao so với các nước khác và đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do khu vực và toàn cầu. Điều này cho thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ vẫn tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam vẫn vô địch Đông Nam Á về kinh tế số. Đây là thông tin được hãng thông tấn Sputnik của Nga đăng tải trên trang web phiên bản tiếng Việt. Năm 2023, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 46, tăng 2 bậc so với năm 2022. Chỉ số chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam từ 2020 đến 2022 đã tăng 48%. Theo báo cáo của Google, Việt Nam là nước có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp, đạt khoảng 20% một năm, cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%. Trang The Star của Malaysia đưa tin thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi trở lại, nhiều người có việc làm hơn trong năm 2023. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, lực lượng lao động tại nhiều khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm ổn định trong năm 2023 khi tình trạng sa thải hàng loạt kể từ quý 4 năm 2022 đã giảm dần trong những tháng cuối năm này. Năm 2024, Bộ sẽ nỗ lực hoàn thành 3 mục tiêu Quốc hội đặt ra là tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, lao động qua đào tạo đạt 69% lực lượng lao động và tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì ở mức khoảng 1%. Theo cập nhật mới nhất của Tổng cục Thống kê, tính đến quý 3 năm 2023, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của Việt Nam đạt trung bình 7,1 triệu đồng. Tác phẩm Việt Nam đạt giải nhì tại Giải thưởng truyện tranh Manga Quốc tế Nhật Bản lần thứ 17 do Bộ Ngoại giao nước này tổ chức. Đây là thông tin vừa được trang Vietjo của Nhật Bản đăng tải. Năm nay, giải thưởng đã nhận được kỷ lục 587 bài dự thi từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những người chiến thắng giải nhất và nhì sẽ được mời đến Nhật Bản tham dự lễ trao giải được tổ chức tại Tokyo vào tháng 3 năm 2024. Tác phẩm Việt Nam đoạt giải nhì lần này là Vũ trụ nhảy múa của tác giả Nachi. Giải nhất thuộc về tác giả đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Giải thưởng Manga Quốc tế Nhật Bản được thành lập vào năm 2007 với mục đích mở rộng giao lưu và hiểu biết lẫn nhau thông qua việc quảng bá văn hóa manga. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhiều động vật hoang dã được cứu ở Việt Nam không thể duy trì được sự sống do môi trường sống chưa thực sự được đảm bảo. Yêu cầu cần có sự đầu tư mới về cơ sở hạ tầng chăm sóc động vật hoang dã được cứu hộ.
Ấn tượng những màn trình diễn ánh sáng và các hoạt động nghệ thuật tại đêm hoa đăng Ninh Kiều đã đem lại cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo về đêm, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, các cảng hàng không chủ động bố trí bổ sung nhân sự, trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua cảng hàng không sân bay tăng. Đây là một trong những yêu cầu được Cục Hàng không Việt Nam đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. Theo đó, các đơn vị cần tăng tần suất tuần tra, khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý, không xác nhận được chủ, tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý, xách tay, ra vào khu vực hạn chế. Các hãng hàng không triển khai kiểm nghiêm quy trình thủ tục kiểm tra an ninh tàu bay trước khi tiếp nhận hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm gửi lên tàu bay. Dịp Tết Dương lịch từ nay đến ngày 2 tháng 1, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến có khoảng 680 đến 740 chuyến bay đến và đi với lượng khách trung bình 110.000 đến 120.000 hành khách một ngày. Do đó, đơn vị này đã lên hàng loạt các giải pháp chống ùn tắc nhằm phục vụ tốt an toàn các chuyến bay. Đáp xuống cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau chuyến bay dài về Việt Nam, chị Liên không mất quá nhiều thời gian để làm thủ tục nhập cảnh như trước đây. Với hệ thống máy tự động làm thủ tục nhập cảnh tại đây, chị chỉ cần scan hộ chiếu và thẻ máy bay với thời gian chỉ trong 2 phút. Mỗi lần về thì em phải tranh thủ đi vệ sinh để đi xếp hàng. Lần này không cần nữa. Tại vì lần này em vào em thấy rất là ít người, không cần phải xếp hàng. Thời gian mà hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh đã được giảm đi rõ rệt. Chẳng hạn hành khách chỉ cần 1 đến 2 phút đăng ký sử dụng AutoGate đối với cái trường hợp mà hành khách được cấp hộ chiếu theo cái mẫu cũ. Còn trong trường hợp mà hành khách đã được cấp hộ chiếu điện tử gắn chip thì khách chỉ cần mất khoảng 30 giây để thông qua cái thủ tục xuất nhập cảnh tại các cái cửa kiểm soát tự động này. Năm nay, Trung tâm Điều khiển Khai thác bay ở sân bay Tân Sơn Nhất không còn áp dụng nguyên tắc ai đến trước phục vụ trước. Thay vào đó sẽ áp dụng quy trình mới có tên ICDM để tối đa hóa khai thác sân bay. Vì khi mà cái quản lý theo cái ICDM thì tất cả các đơn vị đều có khung giờ phải đảm bảo như là một cam kết đối với cả để triển khai đến giờ nào làm xong cái gì như thế nào. Cho nên là nó điều hòa các chuyến bay trên đường cất hạ cánh, sân đỗ cũng như kể cả trên trời điều tiết được. Để tránh tình trạng thiếu xe, chặt chém, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết các hãng taxi, xe công nghệ và xe hợp đồng đều đã có văn bản cam kết cung ứng vượt 20% lượng xe trong dịp cao điểm Tết. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng. Cứu được nhưng chưa chắc đã duy trì được sự sống. Đây là tình cảnh của nhiều loài động vật hoang dã ở nước ta hiện nay. Chúng được chăm sóc nhưng môi trường sống chưa thực sự được đảm bảo. Câu chuyện mới nhất là hai trong số 4 con chuột túi được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai tiếp nhận từ Cao Bằng ngày 16 tháng 11 vừa qua hiện đã chết. Nhiệt độ về đêm ở Sapa đợt rét vừa qua giảm thấp, có đêm xuống còn 3 độ C, nên không thích hợp với loài hoạt động đêm như chuột túi. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận, 4 con chuột túi này đã được Trung tâm Cứu hộ chăm sóc rất cẩn thận bằng đèn sưởi có ánh sáng thấp để chúng thích nghi. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được 2 con khỏi bị chết. Loài này là loài ngoại lai và là loài đầu tiên được tiếp nhận tại trung tâm. Thì nó gặp khá là nhiều vấn đề trong cái vật tìm hiểu về tập tính, sinh hoạt cũng như là thức ăn, chế độ cũng như khẩu phần của loài này. Mình cũng phải thiết kế một chuồng trại cũng như là nơi ăn ở nghỉ của những loài này cho phù hợp với tập tính của nó. Kiểm tra sức khỏe cho loài này thì cũng sẽ khác với loài khác. Kiểm tra lâm sàng thì gần như là nó không biểu hiện bệnh, có lẽ là loài bị đột tử. Thống kê trong 100 con động vật hoang dã của 30 loài được cứu hộ tại trung tâm, có 60% là được tiếp nhận từ các vụ vi phạm. Số loài động vật nguy cấp quý hiếm chiếm trên 70%, đặc biệt trong đó có cu ly lớn, cu ly nhỏ, gấu ngựa, gấu chó, cây voi mốc, nhưng tỷ lệ cứu hộ chỉ đạt 87%. Ngoài vấn đề khó khăn khi tiếp cận cứu hộ các loài mới, thì trung tâm hiện còn rất thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, chuồng trại. Những con gấu này vẫn phải ở trong những chuồng chật hẹp như thế này khi chúng rất cần một môi trường rộng lớn hơn. Đơn vị nằm trong diện quy hoạch của khu đô thị mới Sapa,
nên là cũng rất là nhiều năm nay chúng tôi không được đầu tư xây dựng mới. Một số các loài động vật khỉ, các cá thể cu ly, các cá thể mèo rừng, các cá thể gấu thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang chăm sóc trong cái môi trường là chuồng ở trong nhà. Mong muốn có được cái môi trường bán hoang dã để các loài có thể là phục hồi cái tập tính ngoài tự nhiên nó tốt hơn. Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hoàng Liên hiện là nơi tiếp nhận cứu hộ động vật hoang dã duy nhất tại khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên trong điều kiện hiện tại, dù cố gắng cũng rất khó để đảm bảo hoàn toàn việc chăm sóc tốt và tái thả động vật hoang dã về rừng. Năm 2023, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đạt 100% các chỉ tiêu đề ra về lượt khách quốc tế, khách nội địa, đặc biệt doanh thu du lịch thành phố tăng 22% so với trước dịch, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành. Đây là một trong những nội dung nổi bật trong buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 28 tháng 12. Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố, trong năm 2023, doanh thu của ngành đạt trên 160.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng khoảng 22% so với năm 2019, tức thời điểm trước dịch. Trong đó, số lượt khách quốc tế đến thành phố đạt 5 triệu lượt và 35 triệu lượt khách nội địa. Những con số ấn tượng này cho thấy sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch thành phố. Sở Du lịch cho biết, để đạt được những con số này, ngành du lịch đã thực hiện tốt công tác kết nối liên ngành, liên vùng, trở thành một trong những tỉnh thành đầu tiên tổ chức sự kiện. Đồng thời triển khai tốt 50 sản phẩm du lịch, tour tuyến khác nhau, trong đó có mỗi xã phường một sản phẩm du lịch. Tối qua đã diễn ra Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 6. Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều với các điểm nhấn như lễ hội ánh sáng, thả hoa đăng trên sông cùng các hoạt động âm nhạc đường phố đã thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, thưởng lãm. Hoành tráng, ấn tượng. Các chương trình nghệ thuật sôi nổi hấp dẫn là cảm nhận của hàng ngàn người dân và du khách khi tận hưởng một đêm nghệ thuật đầy thi vị trên đất Tây Đô. Em ở đây là khoảng 15 năm mà đây là lần đầu tiên em tham gia cái chương trình lễ hội hoa đăng. Nó rất là đẹp và hoành tráng, và đối với mọi người thì tham gia như Nguyên Tem em nè, tham gia rất là nhiều luôn. Tất cả mọi người đều rất là phấn khích, gia đình tôi có 4 người và 2 đứa con nhỏ rất là phấn khích và đến đây từ hồi chiều để chờ để xem. Và hình như là có chương trình nhạc nước nữa, thì năm nay nó cũng là cái mới của chương trình hoa đăng năm nay. Chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng là điểm nhấn của đêm hội. Hiệu ứng, kỹ xảo âm thanh, ánh sáng đã tạo nên một không gian lung linh huyền ảo bên bến Ninh Kiều thơ mộng. Các thiết bị không người lái được trình diễn ấn tượng trong không gian đầy màu sắc. Tất cả tạo nên một đêm nghệ thuật đầy cảm xúc và nên thơ. Em cảm thấy là Cần Thơ hiện tại nó phát triển rất là nhanh. Các cán bộ của Cần Thơ đã nhanh tốc độ phát triển của Cần Thơ là rất là tốt ạ. Em rất là tự hào khi mà mình là người con của một thành phố luôn. Hiện tại thì tâm trạng của em đang rất là háo hức để được xem cái buổi lễ khai mạc của đêm hội hoa đăng á, thì hiện tại em rất là vui ạ. Với nhiều hoạt động đặc sắc còn diễn ra trong những ngày tới, chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương hứa hẹn sẽ thu hút thêm nhiều du khách. Đây cũng là cơ hội để thủ phủ miền Tây kích cầu du lịch trong mùa cao điểm lễ Tết. Và sau đây là phần dự báo thời tiết cho các tỉnh thành ở Việt Nam cũng như một số nơi trên thế giới. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Để có thể theo dõi trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có trong kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.